Thưa quý vị, liên tục tăng và sau đó neo ở mức cao từ đợt dịch tả heo châu Phi bùng phát đến nay. Với lý do nguồn cung khan hiếm và dù hiện nay nguồn cung có phần dư thừa, không những không hạ giá mà theo thông tin từ các tiểu thương, đầu tháng 4 này giá heo thịt có khả năng tăng thêm từ 2.000 đến 5.000 đồng một ký. Vì sao lại có tình trạng này? Phóng viên thời sự đã ghi nhận tại các chợ đầu mối ở thành phố Bà Rịa và huyện Long Điền. Từ cuối tháng 2, giá heo hơi xuất chuồng liên tục giảm và cho đến nay đang được thương lái thu mua ở mức từ 51.000 đến 55.000 đồng một ký. So sánh với mức giá heo hơi từ 73.000 đến 77.000 đồng một ký vào thời điểm cùng kỳ năm ngoái đã giảm khoảng 22.000 đồng một ký. Vậy mà tại chợ, siêu thị, mặt bằng thịt heo chỉ giảm nhẹ hoặc không có nhiều thay đổi. Các tiểu thương cho biết giá heo hơi giảm nhưng sức tiêu thụ thịt heo trên thị trường yếu, cộng thêm với giá xăng dầu tăng mạnh đẩy chi phí vận chuyển, nhân công tăng, gây áp lực lên giá thịt heo tại chợ. Mua trong dân á, nhiều khi nó mua trong dân á, nó giảm lý do là nhiều khi heo dân là heo xấu, rồi nó mỏ nhiều, rồi cái đầu cái với lại chi phí vận chuyển rất là cao. Khi mua ở chuồng á, chuồng heo cánh ở chuồng á mà đưa ra điện trường là ra nhiều công đoàn lắm. Ra nhiều giờ bây giờ chi phí đi lại xăng cổ cáo này, xe này. Rồi là phải người thu mua ở trong lò này, trong nhà vườn này. Rồi đưa đến người ở trong lò là mổ heo này. Rồi khi đó mới đưa cho tiểu thương bán lẻ này. Cả cái chi phí nó nhiều. Cũng theo nhiều tiểu thương, do tác động từ giá xăng dầu, đẩy giá heo thịt nhích thêm vài ngàn đồng trên một ký trong khoảng một tháng qua. Nhưng từ sau Tết đến nay, sức mua thấp nên tiểu thương vẫn phải cố kiềm giá để giữ cách. Nếu sức tiêu thụ thịt heo bình thường trở lại trong thời gian tới, đặc biệt là kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, giá heo thịt chắc chắn sẽ điều chỉnh tăng thêm. Giá cả thì nhích lên nhưng mà chờ thì bán không đi. Và tụi chị phải chấp nhận để dù mình bán, để có lúc có đất có ế nó mà chấp nhận mình bán như vậy, để mình giảm cái số lượng lời là nhưng mà nó chưa hụt cho nó hàng nó đi thôi. Nếu đó anh bán được 100 ký, giờ bán chưa được phân nửa. Chưa được phân nửa luôn mà bán cũng không nổi nữa. Thế gì vậy á? Trước tình trạng giá thịt heo liên tục tăng cao, các ngành chức năng đã triển khai hàng loạt giải pháp đảm bảo nguồn cung thịt heo và bình ổn giá, trong đó có việc đẩy mạnh tái đàn và tăng cường nhập khẩu thịt heo từ nước ngoài. Thế nhưng xem ra, các giải pháp hạ nhiệt giá thịt heo chẳng những không hiệu quả, mà lại có khả năng xác lập thêm mặt bằng giá mới cho thịt heo đang chập chờn muốn nhảy múa.